Các mộng rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Tự Hào Đất Sen Hồng. Quý chị ơi, phụ nữ là một nửa dịu dàng của thế giới. Ngày nay, những người phụ nữ Việt Nam đâu chỉ chân yếu, tay mềm, quẩn quanh chuyện bếp núc, mà ngày càng khẳng định bản thân bằng tình thương yêu, trách nhiệm cho gia đình, cho công việc và cho cả cộng đồng. Dù chưa lập gia đình và sinh con, nhưng một người phụ nữ ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp lại được rất nhiều đứa trẻ ở địa phương yêu thương gọi là mẹ. Mẹ Hết. Người đó chính là Trần Thị Hết, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thị Trấn Thường Thới Tiền. Với sự thân thiện, nhiệt tình, luôn cố gắng học tập và làm theo tấm gương của bác, cùng tấm lòng giàu yêu thương của một cán bộ hội cơ sở. Nhiều năm qua, chị Hết đã đề xuất và triển khai thực hiện thành công nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giá trị nhân văn cho phụ nữ và trẻ em vùng biên giới. Mẹ mất sớm do Covid-19. Cha lại ở xa, ít liên lạc, nên nhiều năm nay, 4 đứa trẻ côi cút này phải tự nương tựa vào nhau mà sống. Dù may mắn còn được cậu ruột và họ hàng cưu mang, bảo bọc. Chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ về điều kiện vật chất, nhưng về tinh thần, các em vẫn bị thiếu thốn tình cảm gia đình, sự yêu thương ấm áp của mẹ cha. Thế nhưng nhờ có mẹ Hết và mẹ Chi, những thành viên trong tổ phụ nữ, mẹ đỡ đầu của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thị Trấn Thường Thới Tiền, thường xuyên tới lui quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ kịp thời, mà sự mất mát này của các em đã phần nào được xoa dịu, bù đắp. Bố anh em con thì con thấy hiếu hốn nhất là kiểu tình mẹ, nhưng mà mẹ mất rồi mà vẫn có mẹ Hết thương con. Dù không phải là mẹ đẻ ra nhưng mà mẹ luôn quan tâm con từng chút, hỏi con hiếu gì thì mua đó, quan tâm con từng cảm xúc của con. Lúc con cần luôn ở bên, con sẽ cố gắng học thật giỏi và chăm mấy em, khuyên mấy em học thật giỏi để đừng có phụ lòng của mấy mẹ nuôi để chăm lo. Không riêng 4 anh chị em của Ngọc Như mà nhiều năm qua, mẹ con của chị Lê Kim Kỳ cũng đã nhận được sự quan tâm yêu thương từ mẹ Hết và các chị em trong Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thị Trấn Thường Thới Tiền. Chồng mất sớm do ung thư, một mình vất vả làm thuê làm mướn để có tiền nuôi 3 đứa con. Khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều lúc chị Kim Kỳ nghĩ 4 mẹ con chị sẽ không thể vượt qua nổi nếu như không có sự đồng hành, giúp đỡ của các cô, các chị trong hội phụ nữ ở địa phương. Mình khó khăn đó, rồi mấy cô cũng giúp đỡ cho mình. Mẹ đỡ đầu cho 2 bé đó, hàng tháng cũng được 400, cũng có tiền để mà mua sữa hoặc là tập viết này cho này kia nọ cho mấy đứa nhỏ. Cảm ơn cô Hết với mấy chị hội phụ nữ đó đóng góp vô cái ngôi nhà 100 đồng. Mình cũng rất là cảm ơn khi mà có một phần quà. 4 anh chị em của Ngọc Như, mẹ con chị Kim Kỳ là những trường hợp cụ thể trong số rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thị Trấn Thường Thới Tiền đồng hành giúp đỡ thông qua mô hình mẹ đỡ đầu và ngôi nhà 100 đồng. Đây đều là mô hình hoạt động hiệu quả cao, cách làm sáng tạo của tập thể Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thị Trấn Thường Thới Tiền, mà trong đó có sự đóng góp rất lớn từ sự chỉ đạo tiên phong thực hiện tích cực của chị Trần Thị Hết. Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thị Trấn, chị Trần Thị Hết luôn là trung tâm đoàn kết trong ban chấp hành, ban thường vụ, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao hoạt động, phong trào của hội và bám sát vào chỉ tiêu thực hiện phong trào thi đua của hội cấp trên và địa phương phát động. Hàng năm, lãnh đạo hoạt động hội và phong trào phụ nữ tại địa phương đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Có nhiều hoạt động phong trào thu hút nhiều đối tượng, lứa tuổi, ngành nghề tham gia tổ chức hội. Tỷ lệ tập hợp phụ nữ trong độ tuổi tham gia tổ chức hội đạt 61%. Nói tiếng là lãnh đạo, nhưng sự thật là Hết là rất thân thiện với các cô. Thí dụ như là chỉ đạo một công việc gì đó, không có cái tư cách là chỉ đạo, nhưng mà thường là dùng những cái từ là các cô hãy ráng giúp con, hãy giúp con để hoàn thành, rồi nói những cái câu động viên. Từ chỗ đó thì dầu các cô thì tuổi đã lớn, nhưng mà nghe những cái câu nói khích lệ gì đó nên cũng ráng, cố gắng. Bên cạnh sự thân thiện, trách nhiệm, luôn gắn kết và chia sẻ, các mô hình mà chị Trần Thị Hết đề xuất, khởi xướng theo chủ trương, kế hoạch chương trình của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh đều là những hoạt động thiết thực, lan tỏa giá trị nhân văn, ý nghĩa, vì vừa giúp được các hoàn cảnh khó khăn, vừa góp phần trong việc bảo vệ môi trường, nên mới thu hút được các hội viên hăng hái tham gia. Điển hình như ở mô hình ngôi nhà 100 đồng, các hội viên bỏ phế liệu vào ngôi nhà 100 đồng. Số tiền thu hoạch từ ngôi nhà giúp đỡ hội viên khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. Tổng số tiền thu hoạch được từ khi thành lập đến nay là 18 triệu đồng, giúp 36 phần quà. Riêng mô hình tổ phụ nữ mẹ đỡ đầu thì đã nhận nuôi 7 trẻ mồ côi do Covid và nguyên nhân khác. Ngoài số tiền hàng tháng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng một trẻ, còn hỗ trợ nhu yếu phẩm đến thăm chia sẻ với các cháu. Công tác vận động tuyên truyền là mình dùng cái biện pháp là mưa dầm thấm lâu. Tại vì mỗi chị hội viên đều có những cái hoàn cảnh khó khăn, cái sinh hoạt giống như là cái nhận biết về một cái hoạt động thì nó khác nhau, mỗi người khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nên là mình cần phải là vận động tuyên truyền rất là nhiều lần để cho các chị hiểu được để mà tham gia mô hình. Thì một khi các chị đã tham gia mô hình rồi thì mình làm như thế nào để cho nó duy trì và phát triển lớn mạnh hơn nữa. Nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của chi tổ hội, thu hút chị em tham gia vào tổ chức hội, bản thân chị Hết cũng đã cùng tập thể ban chấp hành đã xây dựng nhiều mô hình và các phong trào thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, như tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế với 26 thành viên, mô hình tổ hợp tác mua bán khô với 21 thành viên, mô hình tổ phụ nữ 4 an có 10 thành viên, tổ phụ nữ tiết kiệm bỏ ống heo hỗ trợ cho hội viên khó khăn và trẻ em mồ côi có 13 thành viên. Đồng chí Hết thì cũng rất là nhiệt tình, năng nổ trong các cái hoạt động, luôn luôn là một người đi đầu trong các cái hoạt động mà do huyện hội phát động. Thì trong cái quá trình hoạt động, đồng chí luôn là năng động trong cái mọi mặt công tác, cũng như là có những cái sáng tạo trong hoạt động hội và công tác phụ nữ. Vừa qua, chị Trần Thị Hết đã được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Đồng Tháp đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo năm 2022, được Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen cán bộ hội cơ sở giỏi năm 2023. Đặc biệt, mới đây, chị cũng vinh dự nhận được bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Đây đều là những ghi nhận biểu dương xứng đáng dành cho chị Trần Thị Hết, một hương sen tỏa ngát, đã và đang có nhiều đóng góp nổi bật cho công tác chăm lo cho phụ nữ và trẻ em vùng biên giới, tỉnh Đồng Tháp. Thưa quý vị, phát huy vai trò tiên phong của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh Đồng Tháp đã phát động trong cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Nổi bật là phong trào chống rác thải nhựa. Qua triển khai này, phong trào nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, thay đổi thói quen và tinh thần tự giác của hội viên, phụ nữ tham gia, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp. Sau đây là một số ghi nhận thực tế từ phóng viên của chương trình. Đây là buổi đập heo đất tổng kết số tiền tích lũy từ mô hình ngôi nhà san sẻ yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự. Với 17 mô hình trên toàn địa bàn, ngôi nhà san sẻ yêu thương không chỉ là nơi thu gom rác thải tái chế, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phân loại rác và vứt rác đúng nơi quy định. Tích tiểu thành đại, từ nguồn quỹ thu được, hội đã hỗ trợ 50 suất học bổng quà cho học sinh nghèo, trẻ mồ côi và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 40 triệu đồng. Đến nay, hội còn thành lập một tổ phụ nữ nhặt rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, một câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, 4 tổ phụ nữ xách giỏ đi chợ với hơn 300 thành viên tham gia. Hàng tuần các cô sẽ đi theo con đường để nhặt rác. Thứ nhất là bảo vệ môi trường cho sạch đẹp, nhưng thứ hai đó là cũng một cái gián tiếp để cho các người dân xung quanh người ta thấy được cái môi trường nó sạch đẹp. Mấy cô đang làm như vậy để người ta có cái ý thức, để người ta để rác đúng nơi quy định. Bảo vệ môi trường thì phụ nữ là cái mục tiêu hàng đầu quan trọng nhất. Thứ nhất là ngôi nhà mình phải sạch sẽ, ngõ mình phải sạch, rồi tiến ra nữa là những con đường của mình phải sạch sẽ. Bảo vệ môi trường á, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên vận động tuyên truyền cho các hội viên phụ nữ trên địa bàn, kể cả khu dân cư và các chợ, phân loại rác thải và cái tác hại của rác thải á, nhằm góp phần để bảo vệ môi trường, để xây dựng cái thị trấn đô thị văn minh, và đồng thời và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và toàn xã hội. Túi từ quỹ sinh học, túi giấy, hộp đựng thực phẩm làm bằng tinh bột mì và kể cả lá chuối, lá sen đang được sử dụng phổ biến tại chợ quê Cù Lao, Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh. Từ tuần chợ thứ tư đến nay, những sản phẩm thân thiện với môi trường này đã trở thành một phần không thể thiếu tại các quầy hàng thực phẩm. Tất cả chị em tiểu thương đã mạnh dạn thay đổi, nói không với túi ni lông, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo sự thích thú, an tâm cho thực khách đến tham quan, trải nghiệm ẩm thực tại chợ quê này. Lúc trước thì chưa có biết gì nên em xài như là hộp xốp, rồi túi ni lông á. Do được sự lãnh đạo ở trên chỉ dạy thì em áp dụng cái túi giấy với bọc túi tự hủy. Nếu như mà do với cái hộp xốp mà lúc đầu mình xài, cái này thì nó giá nó hơi cao xíu, lợi ích xíu nhưng mà nhờ số lượng. Cùng các chị em trong xã sẽ thực hiện và sẽ đóng góp cái môi trường ngày càng thân thiện hơn. Mô hình chợ quê Cù Lao Tân Thuận Đông nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần đã xuất sắc nhận bằng khen của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Mình thích nhất đó là dùng lá chuối hoặc lá sen, bởi vì á mình làm như vậy để gì đặng cho các con các cháu của mình á nó biết được, nó hiểu được ngày xưa ông bà của mình đã dùng truyền thống như thế này. Mình thấy là nên làm như vậy để mình nhân ra nhiều nơi nữa. Trong thời gian tới á, thì hội tiếp tục duy trì cái thực hiện cái mô hình này 100% đối với các cái quầy bán ở trên chợ, và thứ hai thì là hội sẽ tìm kiếm cái nguồn cung cấp cái nguyên liệu, các cái sản phẩm thân thiện với môi trường. Đặc biệt thì hội sẽ tìm các cái vùng đất trống để cho các cái chị em một hộ nào đó thì trồng chuối để lấy lá hoặc là trồng sen để lấy lá, để cung cấp lại cho các cái quầy tiểu thương bán trên chợ của mình. Với những hoạt động phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung, phong trào bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh Đồng Tháp đã góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Hội viên phụ nữ cũng như người dân ngày càng có ý thức về bảo vệ môi trường, tích cực ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng đô thị văn minh.